biết có cái nào đến từ cái đấy không. À, từ bữa giờ chưa hỏi quản lý là hợp đồng này đến từ đâu cho nên là cũng không biết nữa, để gọi cho ông quản lý coi. Đến từ đâu? Nhưng mà chồng Bách thì cứ vô tư vậy thôi, mỗi ngày cứ lấy cái, nghĩa lâu lâu bạn bè, nghĩa là rất là, nhất là trong cái nhóm bạn của Bách ấy. Nhóm bạn của Bách nó hay cắt những cái hình ảnh đó xong rồi nó quẳng lên, nó trêu chọc mình. Trước đây nó đã, mình đã là một cái đối tượng để chúng nó trêu chọc rồi, bây giờ nó còn trêu chọc ghê hơn. Nó bảo là mày lại nói phét rồi, mày nói phét tụi tao không xong, mày lên cả truyền hình mày nói phét nữa. Cái thằng như mày mà nhịn được một năm nữa tao lại gì mày, tao cũng chịu. Nói chung là Bách nghĩ là tính Bách thì hay đùa, vợ Bách thì cũng thế, bạn bè Bách thì bọn nó còn đùa ghê hơn nữa. Thì Bách nghĩ là tất cả những cái câu chuyện đó chúng ta có thể chia sẻ với nhau một cách thoải mái vui vẻ được, và như Bách nói đó là những cái kỹ năng sống mà với kinh nghiệm sống chúng ta có thể chia sẻ một cách tích cực với nhau thì nó là điều tốt thôi. Còn những cái gọi là ảnh hưởng sau đó thì Bách thấy nó cũng bình thường, nó cũng như thế à. Hai vợ chồng là nhìn nhau buồn cười nhiều hơn thôi, và làm sao mình sống gọi được một năm đấy. lại khơi gợi lại kỷ niệm cũ đúng không? Hôm bữa là em còn quên nói cái vụ là hả, trả lại một năm thanh xuân cho em. Ok bù.